Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan đến vấn đề trận chiến ở bên Ukraine. Theo nhà hãng thông tấn Associated Press cho biết rằng Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Putin nên chấp nhận thất bại đi sau khi đã bị thua mặt trận ở vùng Donbass. Quân Nga đã phải bỏ chạy, rút lui vô điều kiện là vì đã bị tấn công, nhất là trong 3-4 ngày vừa qua, chết mất 2 tướng và 3 đại tá cao cấp của bên quân đội của Nga khi mà pháo kích hỏa tiễn của Ukraine do Hoa Kỳ cung cấp đã bắn trúng vào cái bộ tư lệnh tiền phương ở mặt trận vùng Donbass, làm chết tướng tá của Putin một cách đau khổ và binh sĩ hàng trăm người đã bị thiệt mạng. Vì thế mà quân Nga đã phải rút lui ra khỏi 2 thành phố ở vùng Donbass. Tổng thống Zelensky còn nói rằng đây là một cái thời cơ tốt nhất cho Putin chấp nhận thất bại. Là vì suốt 5 tháng qua, kể từ ngày 24 tháng 2 đến bây giờ, Putin chưa bao giờ tạo được một chiến công nổi tiếng ở bên vùng Nam của Ukraine hay là vùng Bắc. Ngay cả thủ đô Kiev, Putin đã tấn công, đã hỏa tiễn, đã phóng, đã đưa hàng ngàn xe tăng mà vẫn không chiếm được. Rồi đến thành phố lớn thứ nhì là Kharkiv cũng thất bại. Bây giờ đổi dồn vào cái vùng miền Nam, vùng Đông Bắc cũng vẫn bị thất bại. Ngay cái quần đảo bé nhỏ gọi là quần đảo rắn Snake Island không có người ở mà quân Nga chiếm còn không nổi, rồi lại phải rút lui một cách đau khổ. Bởi vậy Tổng thống Zelensky nói rằng chúng tôi thứ nhất không bao giờ đàm phán với điều kiện là Nga phải rút quân. Và Putin thì đòi chúng tôi phải nhường đất để mà được hòa bình. Người Ukraine chúng tôi không biết cái chữ đổi đất, đổi lãnh thổ để mà lấy hòa bình. Chúng tôi không cần cái hòa bình đó. Chúng tôi sẽ lấy lại tất cả những cái vùng mà Nga chiếm đóng. Ngay cả cái quần đảo Crimea mà đã được Obama cho Nga chiếm từ năm 2014. Và đến bây giờ vùng Donbass, rồi cái thành phố Mariupol là những cái nơi mà Nga đã chiếm đóng. Chúng tôi sẽ lấy lại hết. Và trong suốt 5 ngày vừa qua thì 4 thành phố đã được quân đội của Ukraine tổng tấn công và đã chiếm lại được từ bàn tay quân đội của Nga. Đó là một cái thành công tuyệt vời của quân đội của Ukraine dưới sự lãnh đạo của ông Tổng thống Zelensky, thưa quý vị. Rồi tuần vừa rồi đã có một cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hiệp Quốc với Nga và Ukraine nói về vấn đề xuất cảng ngũ cốc. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang tổ chức cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc để bảo đảm rằng có thể xuất khẩu ngũ cốc từ các hải cảng của Ukraine. Ngày 2 tháng 7, phát biểu trong cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Thụy Điển là bà Magdalena Andersson, ông Zelensky nhấn mạnh các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc và với Ukraine, những người chịu trách nhiệm về an ninh trong nguồn ngũ cốc. Sau đó thì Nga cũng đã đưa ra thông báo Nga sẽ bảo đảm cho những con đường ở thủy lộ để giúp cho Ukraine có thể xuất cảng. Nhưng bên phe của Ukraine nói rằng đừng bao giờ tin Putin. Cộng sản lưu manh lắm. Nếu không lưu manh không gọi là cộng sản. Một mặt nó nói cho phép, nhưng mặt khác nó vẫn tấn công. Nó vẫn thả mìn đầy ra ở biển Hắc Hải. Vì thế cho nên Zelensky là một con người khôn ngoan. Zelensky sở dĩ mà khôn ngoan là vì anh ta là xuất thân từ cộng sản. Ukraine ngày xưa là gọi là đầu tuyến của Liên Xô. Cho nên họ biết cộng sản rành rẽ hơn những cái người quốc gia mà khờ khạo của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy cho nên nó mới tống vào rừng hàng trăm ngàn sĩ quan ưu tú, vui vẻ đưa cho nó nhốt vào trong khu rừng thiêng nước độc, cùng hàng chục năm không được thả. Còn Zelensky thông minh hơn, biết rõ cộng sản khốn kiếp, cho nên Zelensky đã tấn công một cách thành công. Đến bây giờ thì quý vị biết rằng bản tin ngày hôm qua cho biết Liên minh Âu Châu sẽ cấp thêm 1 tỷ đô la giúp cho Zelensky để mà trang trải đời sống xã hội
trả lương cho công nhân và quân đội, đồng thời lo đời sống cho những người dân tị nạn. Cho đến bây giờ, nước Ukraine có tất cả 40 triệu dân thì hơn 10 triệu dân đã phải bỏ nhà ra đi. Nay ở trong nước cũng đã vào khoảng 8 triệu người bỏ những cái vùng chiến tranh để đi về cái hậu phương an toàn và được chính phủ Zelensky cấp nơi ăn chốn ở. Nhiều nơi có những cái trạm gọi là toa xe lửa cũ, chính phủ đã sửa lại thành những căn nhà ở tạm cho những người tị nạn. Cho nên không có cái cảnh người Ukraine là trở thành homeless, no. Họ vẫn ăn no mặc đẹp và họ vẫn sống một cuộc đời bình thường. Zelensky là một chính phủ giống như Donald Trump, lo cho dân, lo cho nước. Bằng chứng là nước Ukraine vẫn được lệnh của Tổng thống sinh hoạt bình thường. Ngày 23 tháng 8 tới đây bắt đầu mùa football, tức là mùa túc cầu của bên Ukraine. Đá trong nước rồi có thể đá với các quốc gia bạn. Đời sống chiến tranh vẫn nổ, Nga vẫn tấn công, vẫn người chết nhưng vẫn có đời sống phát triển mạnh mẽ. Rồi sáng nay Tòa Bạch Cung lại cho biết rằng họ sẽ đưa thêm 1 tỷ rưỡi đô la cho Zelensky. Trong đó có cả vũ khí, trong đó có cả vấn đề tiền để mà tài trợ đời sống kinh tế. Các quốc gia Liên minh Âu Châu, khối NATO, họ đều công nhận là họ sẽ giúp cho Zelensky đến chiến thắng sau cùng. Bởi vậy cho nên quý vị biết rằng Nga, Putin đau khổ, dọa lên dọa xuống, nói rằng Mỹ mà không có ngừng vấn đề viện trợ Ukraine thì sẽ đánh nhau với lại Nga. Và bây giờ Putin còn đưa ra những cái loại hỏa tiễn mới chế tạo, hình thức khổng lồ và có thể tiêu diệt cả thành phố, có thể tiêu diệt các quốc gia nhỏ bé. Nhưng mà đối với Mỹ là trò trẻ. Tôi đã nói với quý vị rồi, ngày 15 tháng 8 năm 2020, khi mà Donald Trump ký sắc lệnh thành lập quân đội không gian Space Force, ông đã tuyên bố rằng trên thế giới này không có quốc gia nào đối chọi được với Hoa Kỳ. Donald Trump không có nói tầm bậy. Donald Trump không có nổ. Nhưng mà Putin lại nổ. Tại sao vậy? Việc nổ là nghề của Cộng sản. Nó nổ để nó hù. Bây giờ nó hù những cái người dốt nát, nó hù những cái người kém cỏi, nó hù những cái người ngây thơ. Nó đưa ra những cái hình hỏa tiễn dài, khổng lồ. Nhưng mà đối với thế giới bây giờ đâu có còn cái chuyện đó nữa. Thế giới bây giờ người ta dùng tia laser, thế giới bây giờ người ta dùng vấn đề chiến tranh hành tinh mà Tổng thống Ronald Reagan đã bắt đầu phác họa từ những thập niên 80, tức là cách đây 30 năm rồi, gần 40 năm rồi. Hoa Kỳ đã đi vào cái cuộc chiến liên hành tinh Star Wars. Nga bây giờ vẫn còn đưa cái chính sách cổ điển tăng cường 200.000 quân rồi mới bắt đầu đánh vào Ukraine. Rồi bây giờ lại dùng những cái loại hỏa tiễn lỗi thời S-300, S-400 rồi những loại hỏa tiễn siêu thanh sọt rác. Đối với Hoa Kỳ, quý vị còn nhớ cái ông tướng Kukoski, tư lệnh lực lượng Bắc Đại Tây Dương của Hoa Kỳ, nói một câu: tàu cộng hay là Nga, ít nhất 30 đến 50 năm nữa mới có thể theo kịp Mỹ ngày hôm nay. Về mọi phương diện, tàu cộng đóng được 3 cái hàng không mẫu hạm, nhưng mà ông ấy nói rằng tàu cộng có đóng được 10 cái hàng không mẫu hạm vẫn không có thể đối thủ được với 1 cái hàng không mẫu hạm của Mỹ bây giờ. Trong khi Mỹ có đến 11 hàng không mẫu hạm, toàn chạy bằng nguyên tử và cái loại giá vào khoảng 13-15 tỷ đô la một chiếc, chẳng hạn như chiếc Ronald Reagan. Bây giờ một chiếc sắp sửa hạ thủy nữa là George Bush. Cho nên dù cho Nga có nổ, có phóng đại câu chuyện chiến tranh, đối với Mỹ chỉ là một trò đùa. Bởi vì quý vị nhớ rằng Mỹ và Do Thái là một. Đừng bao giờ quên câu đó. Ngày nào Do Thái bị tiêu diệt, ngày đó Mỹ vẫn chưa bị tiêu diệt. Nữa là thế giới sợ Do Thái. Rồi chúng ta thấy rằng là cái bản tin này nói rằng Nga bắt đầu nhượng bộ trên phương diện lý thuyết, còn thực tế thì chưa biết. Nhưng mà vấn đề Zelensky kêu gọi Putin chấp nhận thất bại là chuyện có thật. Và đó là một cái điều làm cho Putin đau khổ và mất mặt với thế giới.
Quý vị nhớ tuần vừa rồi, Putin đã ra lệnh là tạm dừng quân sự tại Luhansk, Ukraine. Nhưng mà giờ đến bây giờ, sau vài ngày nghỉ cho đánh lại thì bây giờ đã thua. Ukraine tuyên bố cho đến bây giờ là 38.000 binh sĩ của Nga đã thiệt mạng. Quý vị thấy chưa? Rồi quý vị đấy là mới nghe ông ấy tuyên bố là người số những người chết tử thương thôi, tử trận. Mà cái luật ra cứ một người tử trận cũng phải 4-5 người bị thương. Thế thì chúng ta thấy cái con số 40.000 người bị tử trận thì nó phải gấp 5 lần là hàng trăm ngàn người bị thương. Hèn gì Putin bây giờ phải đi tuyển những cái dân tộc thiểu số của nước Nga để tăng cường quân số và ra lệnh đóng phát lương 3 tháng liền để có thể giúp cho họ đi vào mặt trận, để giờ họ phải chết vì quân số của Nga bây giờ thao hụt quá nhiều. Lực lượng võ trang của Ukraine hôm thứ Hai cho biết số quân nhân Nga bị tử trận đã vượt quá con số 38.000 trong bối cảnh Mạc Tư Khoa tuyên bố nắm quyền kiểm soát khu vực Luhansk. Và tàu bay vài trăm chiếc, xe tăng thiết giáp hàng ngàn chiếc, cho nên chưa kể quân trang quân dụng và tiền bạc. Đối với Putin đây là một cuộc chiến thảm bại. Bởi vậy Tổng thống Zelensky mới giúp cho thế giới biết thấy rằng là khuyên Putin nên chấp nhận thất bại. Cuộc chiến đã bước qua sáng thứ năm, tháng thứ năm mà rồi không đi đến đâu cả. Kính thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.